Thưa quý vị và các bạn, trẻ chưa thành niên, đối tượng dễ bị dụ dỗ và lôi kéo, trở thành nạn nhân tham gia tàng trữ và mua bán vận chuyển ma túy. Do cha mẹ chủ quan buông lỏng việc quản lý giáo dục con cái, nguyên nhân thường gặp dẫn đến thực trạng trên. Theo thống kê của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, từ đầu năm 2022 đến tháng 5 2023 đã có trên 270 vụ việc về ma túy được Tòa án Nhân dân hai cấp thụ lý. Đáng chú ý, vẫn có trường hợp đối tượng là trẻ chưa thành niên. Theo Bộ Luật Hình sự hiện hành, việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải đảm bảo lợi ích tốt nhất của họ, chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm. Cụ thể, người dưới 14 tuổi khi thực hiện hành vi phạm tội sẽ không chịu truy cứu trách nhiệm hình sự. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không áp dụng phạt tù chung thân hoặc tử hình với người dưới 18 tuổi. Do cái sự thiếu hiểu biết của người chưa thành niên, hiện tại có cái tâm lý là cho rằng ma túy chỉ sử dụng một vài lần, nó chỉ tạo cảm giác hưng phấn chứ chưa gây nghiện. Ngoài ra thì ở góc độ người chưa thành niên, trong cái tình trạng là phát triển công nghệ thông tin hiện nay thì người chưa thành niên có rất nhiều cái kênh để mà thu thập thông tin, trong đó có những cái kênh không chính thống và những cái kênh mà có thể gọi là gây hại cho người chưa thành niên. Ngoài ra thì cái việc giáo dục của cha mẹ người chưa thành niên thì trong thời gian qua cũng chưa có được quan tâm đến hết mức. Trên thị trường hiện có khoảng 100 loại ma túy đang lưu hành trái phép. Chất gây nghiện này không chỉ làm hủy hoại sức khỏe, làm hao tốn tiền bạc của gia đình mà còn để lại nhiều hệ lụy cho giới trẻ. Đối với chính sách pháp luật thì ưu ái và cái hỗ trợ cũng như giúp đỡ người chưa thành niên hoàn thiện nhân cách của mình có thể coi đây là một cái điểm mà chưa có mang tính là răn đe cũng như ngăn chặn triệt để đối với cái hành vi mà có khả năng phạm tội. Về xử lý pháp lý đối với người chưa thành niên nó chỉ là một phần, và cái phần chính trong cái việc giáo dục người chưa thành niên là ở góc độ gia đình và ở nhà trường, tìm mọi cách để mà ngăn chặn cái hành vi mà phát tán các cái hoạt động mua bán các cái đồ ăn thức uống có liên quan tới cái chất gây nghiện. Trước tình hình trên, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành cần tiếp tục nâng cao thường xuyên và mạnh mẽ hơn nữa để chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy.